Em xin chào tất cả các cô chú anh chị online nhé. Hôm nay cuối tuần em lại sưu tầm được một số các mặt hàng. Đầu tiên em giới thiệu đây là đùi Hoàng Phi Hạc ạ. Hoàng Phi Hạc hình này thân rất là mập. Hình này là 450.000 hình số 6 nhé. Rất là nhiều thân. 1 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10 18 thân có lá nhé. 18 thân là đi 450.000 nhé. Thân rất là mập và dài. Hình số 6. Cái này thì vâng, hôm nay đùi gà. Đây là hình số 7, đùi gà. 29 thân. Đùi gà tròn. Bao nhiêu? 29 thân. 29 thân, cả ngắn cả dài các bác nhé. 500.000. Đùi gà. 500.000. Đùi gà tròn. Tiếp đến là hình 28. Đùi gà tròn. Tròn này hôm nay em bán 400 nhé. Thân rất là dài. 400.000, hình số 28. Không phải đâu. Hoàng thảo sừng dài. Hoàng thảo sừng dài á. Đây cũng sừng dài à? Ừ. Hoàng thảo sừng dài hình số 8 này 150.000. Rất là nhiều thân tơ. Hoàng thảo sừng dài các bác nhé. Nhiều thân tơ hình số 8 150.000. Hình số 9 cũng là hoàng thảo sừng dài 150.000. Hình số 9 150.000 nha các bác nhé. Đây hoàng thảo đang ở sao? Hình số 15, hoàng thảo Henry 300.000. Thân rất là đây, nhìn rất mầm, rất là đẹp. Hoàng thảo Henry nhé, hình số 15 là 300k. Đây cũng là Henry. Hình số 14, 250.000. Hoàng thảo Henry. Thân mập dài nhé các bác nhé. Những cái dòng này thì thân bản thân của nó rất là nhỏ. Được những cái giò thân như thế này là cực kỳ đẹp rồi đấy ạ. Hình số 14, 250.000, Henry. Hình số 10, 170.000, cũng là Henry ạ, sừng dài. Đây là hoàng thảo sừng dài nhé. Hình số 10, 170.000. Henry. Hình số 16, hoàng thảo Henry 300.000. Thân rất là dài. Hoàng thảo Henry nhé, 300k các bạn. Rất là đẹp. Hoàng thảo tam bảo sắc. Hoàng thảo tam bảo sắc hình số 12 này, 250.000. 250.000 hoàng thảo tam bảo sắc này. Cô chị ấy chỉ dặn để hình số 13, 200.000. Hình số 13 hoàng thảo tam bảo sắc 200.000. 200.000. Hoàng thảo sừng dài nhé. Hình số 11 200.000. Những hoàng thảo sừng dài này rất là ít khi gặp, thi thoảng mới có đây các bác nhé. Hình số 11 200.000. Chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc hình số 17 300.000, thân mập nhỉ. Nhìn nó đanh thân, thân này ăn nắng này, rất là thanh vàng mà đanh thân. Hình số 17 300.000. Đến là u lồi này, hình số 3, mầm tơ đang lên này. Thời điểm này hàng nó đang xuống lá. 2 4 6 8 10 11 thân tơ với lại những cái mầm này, gần chục mầm đấy. Hình số 3, 350.000 nhé. U lồi hàng thuần rồi. Hình số 4. Hình số 4 này 400.000. 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8 thân tơ. À 8, 8 thân hoa. Với lại những cái mầm tơ đang lên. Cái mầm này nó hơi dập rồi. Hình số 4, 400.000 nhé. Hình số 4 này, 400.000 này. Hình số 2 600.000 u lồi. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7 thân. 7 thân nhé. Hàng vẫn chưa xuống lá. Hình số 2 600.000.
Hình số 1, hình này là có 2 thân hoa và 2 thân tơ. 350.000. 350.000 nhé. Trần Tuấn. Trần Tuấn này, loại này dòng sưu tầm thôi, rất là ít. Hình số 19, 500.000 đúng không nhé. Thân này, mập khỏe. 500.000 hình số 19 này. Có một chậu kiếm này em cũng không biết tên nó là kiếm gì đâu. Hình số 24, kiếm 150.000, không biết tên các bác nhé. Nó cũng không biết mặt hoa luôn ấy. 150.000. Hoàng thảo thập hoa. Thập hoa hình 23, 150.000. Hoàng thảo thập hoa này. Hình số 23, 150.000. Và u lồi hai combo này, combo hai giò này 150.000 nữa. Này bán rẻ đấy. Combo hai giò này hình số 26. 26 à? Ừ, 26. 150.000 hai giò, một giò đùi gà, một giò u lồ. Bán chấm hết. Đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt là hôm nay em bán giảm giá, thanh lý nốt cái nô đùi gà dẹt này để vào loại mới này, hình 30 200.000. 200.000 một giò nhé các bác nhé, đùi gà dẹt. Chỉ bằng hàng cân mua về thôi chứ không có công chăm sóc đâu. Hình số 31 200.000 đùi gà dẹt. Công với giá thể. Hình số 32 200.000 cũng đùi gà dẹt. Rất là nhiều mập. Hình số 34 200.000 đùi gà dẹt nhé cả nhà nhé. Số 33 200.000. Hình số 36 200.000. Hình 36 nhé, 200.000. Hình lạnh thế nhỉ. Hình số 37 200.000. Hình 37 nhé. Đây có thân này nữa. Hình số 37 200.000. Hình 35 200.000. 35 200.000. Tiếp đến này. Cái đống này. Đống này nó là các cái cục nhất điểm ngoài. Nguyên bản như thế này. Cộng đây những cục này nhé. Cộng với một số loại lan là cái này là cái gì nhỉ? Vanda Uyên Ương à. Đây là Vanda Uyên Ương này. Nhất điểm hoàng hàng rời. Cái cây này là cây gì nữa? Cái cả cái đống combo này, cả hàng rời, hàng nguyên bản 170.000 hình 38 nhé. Vanda Uyên Ương này, nhất điểm hoàng hình 38, 170.000. Em có Vanda Thái, hàng đang nụ. Cây này có một vòi nụ, cây này có hai vòi nụ này. Đấy, trong kẽ lá này. Với cây bên này có một vòi nụ. Cây này là ba, hai cây này là ba vòi nụ là 350.000 hình 39 nhá. Hàng thì dễ, nó chỉ mới phun như thế này thôi này, chứ nó chưa bám chắc vào dưới chậu đâu nhá. Hàng mới phun dễ đang ra nụ. Hai cây này ba vòi nụ, ba hình 39, 350.000. Về được chơi hoa luôn. Cái chậu này là hình số 40. Chậu này thì có 3 cây nhưng chỉ có một cây có nụ thôi. Một cây này là có một vòi nụ này. Nếu bác nào lấy riêng một cây này thì 150 một cây có vòi nụ này. Dễ nõ chỉ mới phun này thôi nhá, chưa phải hàng thuần đâu. Hình 40, còn hai cây này chưa có nụ. Nếu lấy cả chậu này là 450.000, còn lấy một cây mỗi một cây thì 150 một cây. Hình 40 450.000. Hình số 5. Hình số 5 là nhất điểm hoàng 300.000. Nhất điểm hoàng hàng thuần đấy nhá, 300.000 hình số 5. Rất nhiều thân tơ, chủ toàn bộ là thân tơ hết. À, đang có vòi, đang có hoa rồi này, hoa sớm ấy nhỉ. Đang có một bông hoa. 2 4 6 này, 8 này, 10 này, 2 14 16 18 20, nó hơn 20 thân tơ. 300.000 hình số 5. Henry. Hoàng thảo Henry hình số 22. 250.000 hoàng thảo Henry nhé các bác. Giò này rất là đẹp này, thân tơ mà. Có hai giò kiều dẹt cũng là hàng sưu tầm thôi. Hình số 21 400.000 kiều dẹt thân này. Rất là khỏe thân, đanh thân. 4 6 7 thân tơ.
Cả thân nhỏ này là 8 thân nhá. Hình số 21 này 400.000. Hàng này thì ít lắm, không có nhiều để các bác sưu tầm. Hình số 20 500.000. Hình số 20 nhá, 500.000 này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân to và này 4 thân bé như thế này nữa. Hình 20 500k. Phi điệp tím. Phi điệp tím hình này lại đâu nhỉ? Hình số 26 này, dòng này ở đâu ấy? Hàng Hòa Bình. Hình 26 400.000 hai thân này các bác nhé. Phi điệp tím của Hòa Bình. 1 gam này, 2 gam. Cái này được khoảng 50 phân. Cái này là 40 phân. Hai thân này là 90 phân, tổng cả hai thân 400.000 này. Quảng Bình. Cái hình số 27 này cũng là phi điệp tím của Quảng Bình này. Đây là phi điệp tím Quảng Bình nhá, có 4 thân. Hình này 27 1.500.000. 1 2 3 4 80 phân. 1 2 3 4 hơn 80 phân, nó khoảng 90 phân. Thân này 90 phân, thân này 80 phân này. Hai thân này 80 phân, thân này chắc tầm 1 2 60 phân. Hai thân 80 phân, một thân 90 phân, một thân là 60 phân nhá. Hình này là hình số 27. 1.500.000. Phi điệp tím Quảng Bình cả nhà nhé. Này em quay nó cũng hơi tối một chút. Đó. Trên này thời tiết bây giờ mùa đông nó tối nhanh ấy. Các bác cố gắng theo xem video giúp em ấy nhá. Hình này hình số 25 phi điệp tím của Hòa Bình. 2.200.000. Nó rơi vào đây nhá, một thân này. Hai thân này. Ba thân này, bốn thân này, năm thân này, 6 thân này, 7 thân này, 8, 9, 10, 11, 12 cộng với mấy 1, 2 cái kia nhỏ nhỏ nữa. Đấy. 12 thân này nhá. Cái thân này dài xuống lá rồi. 2.200.000, hình số 25. Chợ này rất là đẹp và rẻ này. Hơn chục thân thì đẹp đấy. Học Vĩ Bắc. À Học Vĩ. Học Vĩ hình số 18 này, 900.000. 900.000 giờ Học Vĩ này nhá các bác nhá. Rất là nhiều thân. Hôm nay em thanh lý các chậu hài. Hài complex hôm trước em bán là 350.000 một chậu. Nhưng hôm nay thì em thanh lý cái lô hài này còn khoảng chục chậu. Em thanh lý này hình số 41 hài complex này. Mặt hoa của nó đây 200.000 chậu này nhé. Có 2 tép to, bên này 1 tép bé này. Hình 41 này 200.000. Hình 43 cũng 200.000, có 2 tép, 1 tép là đang hoa. Hoa này nó cũng nói chung là cái này nó gãy mất một cánh rồi. Cái chậu này ai mà lấy em lấy 150 này. Hình 43 150. Hình 42 200.000, nó có 1 tép này, 2 tép này, 3 tép nhá các bác nhá. Mặt bông đây. Hình 42 này 200.000. Còn những chậu hài hồng này em thanh lý 100.000 này. Nếu bác nào mà lấy 2 chậu trở lên em bao ship nhá. Hình số 49 riêng hài hôm nay là giảm giá. Hình số 49 này 100.000 này. Hình 44 cũng 100.000. Hoa này cũng nở lâu rồi, cũng được khoảng nửa tháng rồi đấy. Gần 1 tháng rồi, hoa nở gần tháng rồi. Hình 46 100.000 có 2 tép. Hình 45 cũng có 2 tép 100.000. Hình 47 tối không? Hình 47 100.000 một tép. Lấy 2 chậu thì em bao ship nha. Nguyên hài thôi nhé, còn các loại khác không bao ship được ở nhà nhé. Hình số 48 100.000. 3 cái chậu hài chó đốm này, nó cũng không được đẹp lắm. Cây ấy, em bán 200.000 3 chậu chó đốm này nhá. Hôm nay em quay video các mặt hàng vậy, hy vọng các bác lại ủng hộ Vườn Lan nhà em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.